Sâu loa với chim và phụ kiện lại chào toàn thể các bác. Hôm nay tôi đang hơi bị ho chút, giọng hơi khó nghe, nhưng mà các bác cố gắng theo dõi video và quyết định mua sắm cho mình một chiếc loa bẫy hợp lý các bác nhé. Hôm nay sản phẩm đưa đến cho các bác là một chiếc loa nhãn hiệu ZI E898. Đây các bác nhìn, E898 này, một phiên bản rất là lâu đời. Tuy nhiên là bây giờ nhà sản xuất đã cho chúng ta những cái phiên bản mới, pin bền hơn rất là nhiều. Như cái đời của E898 bây giờ pin sẽ bền được khoảng 8 tiếng các bác nhé, 8 giờ hoạt động liên tục với cái tần suất volume khoảng độ 60% công lực của công suất. Phụ kiện của một chiếc loa bẫy chim điều khiển từ xa E898 thì gồm có là một cái mic nói, cái này thì không cần dùng bởi vì mình đi bẫy thì không cần dùng, một chiếc sạc pin, một cái tay điều khiển như thế này và một cái dây đeo, một cái loa chính, đây là một cái loa chính này, và một túi đeo màu dàn di, một túi đeo màu dàn di rất chắc chắn và đẹp các bác nhé. Tất nhiên khi gửi hàng đi thì chúng tôi sẽ gửi kèm cho các bác hai cái pin, đây là một quả này và sẽ có một quả nữa đi theo để các bác có thể dùng. Khi các bác dùng hết pin thì có thể mua pin ở ngoài thị trường, cũng có thể mua ở đơn vị chúng tôi, pin thì rất là rẻ thôi, pin này chỉ có 10.000 một quả thôi ạ. Các bác nào mà mua thêm thì bảo cho thêm luôn nhé, về sau đỡ phải lo đi mua. Ví dụ các bác mua, chúng tôi cho hai quả rồi thì các bác mua thêm hai quả nữa dùng một năm luôn, bởi vì dùng cái này nó cũng rất là tiết kiệm pin. Còn đây là loa ZI E898 này, đây là ZI E898, một phiên bản rất là cổ truyền và rất được nhiều anh em ưa chuộng, một mẫu loa rất phổ thông. Và giá cho ZI E898 hiện tại thời điểm hiện tại một chiếc loa như thế này đang có giá là 480.000, đã bao gồm cước phí vận chuyển của các bác rồi, một giá rất chi hợp lý cho tất cả các bác. Các bác mua thì liên hệ trực tiếp, sẽ có nhân viên tư vấn giao hàng và quá trình giao dịch hàng cho các bác. Ở đâu chúng tôi có thể giao được hàng, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, hải đảo xa xôi hay là nước ngoài, bưu phẩm quốc tế chúng tôi cũng gửi được hết. Mấy bác ở bên Campuchia và bên Lào, bên Malaysia đã từng mua sản phẩm này, bởi vì bên đó họ không có cái này đâu các bác nhé. Cái loa điều khiển này chỉ có ở Việt Nam hiện nay, còn mấy nước kia chưa có. Mà tôi không biết có hay không, nhưng mà liên hệ mua hàng qua tụi chúng tôi. Đấy, còn bảo có hay không có thì thực sự cũng không thể biết được. Rất là mong các bác ủng hộ cho cái dòng loa ZI E898 này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, một video bán hàng. Rất là mong các bác ủng hộ. Chào các bác.